rồi đi lấy mẫu giùm em thôi. Để tại em để đây được không? Rồi để hết rồi đi. Này cái mẫu tiểu đó. Không có cồn nha. Rồi bên cơ quan công an kiểm tra được gì tốt cho về bên việc an toàn giao thông. Nhậu người ta nghỉ người ta mới nhậu, còn ta chạy người ta không. Thì mình nói là nên đã ôm qua lăng rồi thì mình không có rượu, rượu chè với lại làm ma túy để an toàn giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh mình. Nếu mà kiểm tra được thì là tốt, kiểm tra được cho tôi thì rất là tốt cho thành phố Hồ Chí Minh. Thank you.